你好，你好。他叫陈德辉，你去过台湾了吗？搬过台湾去？去。他还没去过，在台湾你有亲戚朋友吗？没台湾们，你在买咩康？有啊。他有的。你会抽烟喝酒吗？bạn có biết thuốc uống rượu không？ không。他不会。来台湾工作很辛苦，你受得了吗？上台湾làm việc rất vất vả， bạn chịu được không？ chịu được。他受得了。如果雇主要你配合加班，你愿意吗？nếu như chủ yêu cầu phối hợp tăng ca， bạn có đồng ý không？ đã được。他愿意。你要保证今天你回答的内容和履历表上写的内容是事实的，麻烦đảm bảo những nội dung ghi trên form và câu trả lời ngày hôm nay là sự thật。他保证。现在请你就算数，bây giờ mời bạn làm toán。好，现在请你加豆子，为什么 em gấp đậu？好 ，OK。现在请你提沙包。bây giờ mời em ra bê bao cát 10 lần。10 lần thôi。để sang đây chống đẩy。扶地起身，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。好，谢谢。